Xin chào, cái máy mà hơn 2 triệu thì nó đúng thôi. Những con đấy anh em mua về nhà, cái tiền ăn với tiền đi sữa hoặc mua thêm đồ của nó thì cũng đã quá tội rồi. Mà xin chào mọi người, hôm nay dòng Luxury có về được mấy cây dòng điện thoại Nokia 88 mắt là kim, thì bây giờ mình sẽ cùng xem qua và giới thiệu về cho anh em luôn nhé. Lần này mình về được khá là nhiều máy, giá cả thì cũng khá là tốt và hợp lý, thì anh em chắc là nên liên hệ sớm thì sẽ được chọn máy ưng ý và đẹp nhất. Đây, như cây này này, như cây này zin hết, đẹp, tất cả mọi thứ zin, ngay cả gáy này cũng zin này. Như những cái cây mà zin đều đẹp như thế này thì bên mình vẫn đang bán ra là 4 triệu 500 nghìn này. Còn có những cái cây nào mà nhỡ xấu hơn một chút thì giá nó sẽ khác hơn. Đây, ví dụ như những cây như này, nó sẽ hơi xước một chút ở các phần góc góc cạnh xung quanh này này. Như cái này bên mình vẫn đang bán ra là 3 triệu 9 này, bảo hành 1 năm này, bảo hành cả cáp 3 tháng nhé. Còn tùy theo đợt, có những đợt khuyến mại thì sẽ có những gói bảo hành tốt hơn để hỗ trợ anh em. Đây, một số mẫu ở trên này nữa. Nói chung máy bên mình đều chọn lọc máy đẹp và cứng hết. Đây, như cây này này, nó sẽ hơi bị sức một chút đây này. Phần thìa này vẫn là thìa zin của nó này. Gáy này cũng là gáy zin luôn này. Đây, tất cả những con máy bên mình mua đều chọn lọc khá là kỹ càng. Cơ nghe âm thanh của nó cực chắc. Đây, anh em nghe 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 tiếng cơ để biết chất máy rồi. Như cây này của mình đang bán ra là 5 triệu 500 nghìn này. Cây này đẹp keng luôn, gần như 99%. Cây này bên mình bảo hành 1 năm, bảo hành cả cáp 6 tháng. Riêng về dòng Anakin thì cáp mỗi mình bên mình là đang bảo hành lâu nhất thôi. Còn không có bên nào dám bảo hành lâu như bên mình đâu. Đây, một số mẫu này. Đây, như những cây này kém hơn một chút này. Nó xước vẫy này, anh em để ý kỹ vào sẽ thấy luôn này. Cái này cơ thì nghe tiếng âm thanh nó không bằng cái cây 5 triệu rưỡi kia rồi. Đây, như cây này cũng 3 triệu 9 này. Dòng này mà nếu như về chơi 88 thì cũng khá là nhiều anh em lựa chọn. Mẫu này nha. Chung bên mình có sẵn nhiều máy như dòng này cho anh em lựa chọn. Và thứ hai là dòng sản phẩm bên mình chắc chắn 100% là chính hãng rồi. Và cái phần quan trọng nhất là bề màn cáp và tất cả mọi thứ của nó thì bên mình đều là hàng chính hãng, bên đẹp keng hết. Không có dòng bên lỗ cộ, bên sửa chữa đâu. Nên tại sao và có nhiều con máy mà hơn 2 triệu thì nó đúng thôi. Những con đấy anh em mua về nhà, cái tiền ăn với tiền đi sữa hoặc mua thêm đồ của nó thì cũng đã quá tội rồi. Mà thứ hai là người ta không bảo hành lâu cho anh em được đâu. Rồi là 1 tháng 2 tháng rồi, lúc mà xảy ra liên quan đến vấn đề liên quan đến màn hình hoặc cáp và không ai bảo hành đâu. Những cái đấy thì bên mình hỗ trợ bảo hành cho anh em hết nhé. Thì video hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho anh em một số dòng điện thoại Anakin bên mình mới về. Chung sản phẩm bên mình giá lúc nào cũng ổn định và tốt nhất, nên anh em có nhu cầu thì liên hệ sớm. Mình sẽ lúc nào cũng ưu tiên những anh em nào mua sớm thì sẽ được những con máy tốt nhất. Ok, chào anh em, hẹn anh em những video tiếp theo và đăng ký kênh của mình. Bên trong kênh mình sẽ có rất nhiều video chia sẻ về dòng điện thoại Nokia 88. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nhé.